Thưa quý vị, chương trình truyền hình trên kênh 7 tối nay gồm có những tiết mục sau đây. 19 giờ những người bạn nhỏ, 19 giờ 30 phút em yêu khoa học hiện tượng tự nhiên, 19 giờ 50 phút thế giới 24 giờ, 20 giờ chương trình hát với ngôi sao, 21 giờ ký sự hành trình theo chân Bác, 21 giờ 10 phút phim truyện Việt Nam tuổi yêu tập 8, 22 giờ 15 phút tin trong nước, 22 giờ 30 phút chiếu phim truyện Trung Quốc đề hình quan Đại Tống tập 8, 23 giờ 20 phút thưởng thức gia đình, 23 giờ 40 phút tin cuối ngày tin thế giới bản tin thể thao 365, 0 giờ 30 phút chiếu phim truyện Hàn Quốc Khăn Tay Vàng tập 8, 1 giờ 30 phút tạp chí bóng đá thế giới, 2 giờ chuyện lạ bốn phương, 2 giờ 30 phút phim truyện Việt Nam Sóng Gió Cuộc Đời tập 23, 3 giờ 20 phút ca nhạc giai điệu quê hương, 3 giờ 50 phút nhật ký không độ. Bây giờ mời quý vị theo dõi chương trình truyền hình tối nay. Chương trình những người bạn nhỏ phải cùng làm quen với hai bạn đội A.